Hello, chào mựng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Và hôm nay là ngày cuối cùng của sự kiện leo tháp rồi các bạn ạ. À, leo tháp chỉ còn 18 giờ nữa thôi. Giờ đây thì mình sẽ thu con và tiếp tục đi tháp nha. Cũng như là hôm nay là ngày cuối cùng của cái đánh cái quest này rồi. Đây các bạn, đánh quest này là ngày cuối cùng rồi. Hiện tại thì mình còn tới 3 trận. 3 trận nữa thì là xong cái quest các bạn ạ. Đấy. Và cái móc cuối cùng thì chắc chắn phải nâng con rồng Heris lên 1 sao rồi, và sẵn bây giờ mình sẽ nâng luôn nha các bạn. Đấy. Vì hôm bữa mình nhận được 120 ốp ấy nên giờ thành ra nâng cũng dễ. Rồi đầu tiên mình review con Black Fire Dragon. Con này là hắc hỏa các bạn ạ. Black là đen. Fire ngọn lửa đen, được tên là Hán Việt là hắc hỏa. Ngầu các bạn. Con này là một một trong những phần quà khi bạn lên cấp thì phải. Này, hình như không phải, không phải. Con này không không phải què lên cấp các bạn, què lên cấp 150 là con khác. Rồi, hát hỏa. Ok. Rồi, con này là một con rồng Legend cấp 9 các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy là nó khá là đẹp. Hồi ra sự kiện con này cũng khá là hiếm ấy các bạn. Rồi, nó là một loại rồng Legend cấp 9. Về bộ skill của nó thì hệ bóng tối đâu, nên là nó sợ hai hệ các bạn, đó là hệ đất và hệ ánh sáng. Nó có thể crit được hệ kim loại, ánh sáng, lá, lá băng, legend, đất, bốn hệ crit được mấy hệ khác nhau nhờ, ba sáu sáu hệ khác nhau các bạn ạ. Một cặp hệ trùng mất rồi là hệ lửa và hệ kim loại đều crit được hệ băng các bạn ạ. Nên là thành ra cái bộ hệ con này thì mình chỉ chấm cho là có 8 điểm thôi, khá là đáng tiếc về cái bộ hệ như thế này. À, mặc dù bên bề ngoài cũng như là cái tên của nó là cũng khá là ngầu lòi các bạn ạ. Rồi, cái vẻ ngoài nó cũng khá là ghê gớm đấy, cũng đẹp mà đáng tiếc là bộ hệ khá là yếu. Và lại này là rồng Legend cấp 9 thôi, nên là các bạn cân nhắc khi sử dụng nha. Các bạn nên tập trung sử dụng rồng Legend cấp 10 thì nó ngon hơn. Wow, nó thổi ra ngọn lửa tím các bạn ạ. Này đánh cũng được, đúng đẹp. Rồi chúng ta xem lại ha. Rồi nó thổi tới bên kia nha các bạn, thổi tới bên kia chứ không phải trước mặt đâu, thổi tới bên đối phương luôn. Và con này mình thấy đánh ổn áp đấy. Rồi đánh đẹp. Rồi ok, này ăn một kill nữa rồi quýt luôn. Con này hiện tại mình liền lên được tới A rồi các bạn, sắp lên A cộng rồi ha. Black Fire Dragon để review xong. Về West thì hiện tại chưa đánh được mà mình phải nâng sao cho con Heris lên thôi các bạn. Rồi. Ok, hai Rui Dragon. Các bạn kêu mình đặt tên con rồng là tên là Thanh Xuân các bạn ạ, Thanh Xuân. Rồi ok, chúng ta sẽ game skip luôn, 56 game. Rồi chắc là phải game, chắc chắn phải game skip các bạn ạ. Vì đợi thì không kịp. Rồi mình sẽ đặt tên cho nó luôn ha, là rồng Thanh Xuân đây, và cho nó ăn lên level 45 luôn. Nói chung là để đến lúc cho nó ăn lên level rồi các bạn ạ. Con này thì cái đợt hồi chiều á, hồi chiều mình đã hoàn thành cái đợt quest của gì ta? Quest của cái gì nhờ? Vampire các bạn. Rồi, nãy giờ mới nhớ ra, nghĩ ra được. Hồi chiều thì mình hoàn thành quest Vampire rồi. Và ở cái vòng cuối thì nó khá là dễ các bạn, nó chỉ yêu cầu con rồng kia của mình level 41 thôi. Nó yêu cầu con rồng Grid đi level 41 các bạn ạ. Còn con Blood God thì level 39, con Grid đi thì level 4 42 à. Đây, con Grid đi Vampire thì yêu cầu level 42 thôi. Nên thành ra đánh với Wish Vampire mình không có tốn quá nhiều trái cây các bạn ạ. Và qua cái quest Vampire cũng như quest Heroic thì mình dành khoảng 30 triệu trái cây các bạn. Đấy, còn đã giành lại được 36 triệu trái cây, chờ đến lúc mà chiến thôi. Ở đây thì mình xâm thêm con Blood God Vampire các bạn. Nó nâng 1 sao thì mình cũng
không có ham các bạn, mình nào ra summon hai con cho nó vui. Đó. Khi nào mình cần thì mình có thể đẩy về thoải mái. Đây, vampire hiện tại thì use full thì được 320. 320 thì có thể nâng được 3 sao không ta? À được 2 sao các bạn, hiện tại nó đang ở mức 1 sao à. Rồi 1 sao vậy thì con này nâng được 2 sao này. Con Hexer Vampire thì nâng lên được 2 sao nè các bạn. Là đang 1 sao nâng được 2 sao nè. Rồi con Grizzly cũng vậy. Đang 1 sao nâng được 2 sao. Rồi và con vậy thì qua bộ Vampire này thì đầu tư được đều là 2 sao. Riêng con Bio thì bây giờ mình sẽ nâng lên 5 sao luôn. Là lúc nó lên được rồi các bạn ạ. Rồi Bio mình bù thêm 45 job của Legend thôi. Vậy thì mình còn dư 500. Dư 500 job của Legend các bạn. 4 ngày nữa thì nó sẽ về. Và đến lúc đó thì mình có thể review cho bạn xem. Và tiếp sau đó chắc sẽ nâng con Elixir này lên ha. Ta sẽ nâng con Elixir này lên 5 sao. Rồi còn mấy con khác thì cứ từ từ mà nâng các bạn ạ. Hãy cứ từ từ mà nâng, có nâng sẽ được sao thì cứ nâng thôi. Vấn đề là hiện tại đầu tư cho hai con này 5 sao trước nha. Rồi và sự kiện này sắp hết rồi. Thì ở đây hiện tại mình đang có 2.500 coins, mình sẽ đi luôn nha các bạn. Thì hôm mai có xem quảng cáo và được thêm một ít con nữa bạn. Hôm nay các quảng cáo có con đấy và chìa khóa để đánh 6 với 6. Chìa khóa đánh 6 với 6 thì cứ lấy thôi. Rồi khi nào rảnh thì vào đánh 6 với 6 các bạn ạ. Các bạn muốn đánh với 6 với 6 thì rồng các bạn cũng phải là nó tầm mạnh mạnh một xíu nha mới đi đánh. Chờ về sau các quest về sau ở cuối nó cũng mạnh lắm. Ồ, mã hôm đồng không mà bẻ 100.000 trái cây rồi, khá là nhiều. Rồi. Nếu mà ra một thì lấy được cái rương kia các bạn. Không dễ ăn rồi. 1, 2, 3. Rồi bây giờ hai bước nữa là đẹp nè. 100.000 vàng, 42.000 trái cây. Rồi ba luôn các bạn ạ. Rồi lên tầng trên. Tầng này. Rồi tầng này hai cái nó cách nhau hơi xa các bạn. Đi đi đường đi quằn queo quằn lại rồi. Với số con này thì không biết lên nổi một tầng nữa không, lầm thêm một rương nữa không các bạn ạ. Đây là tầng thứ mấy nhỉ? Đây là tầng thứ 5 các bạn. Đây là tầng thứ 5 và là cái rương thứ 5 mình có thể lấy được. Đây, và còn hai đợt lần thu con là 1.200, 1.200 cộng với khoảng vài trăm trong cái xem quảng cáo lần thứ hai nữa thì cũng lên tầm chắc cũng 1.500 các bạn ạ. Và mình hy vọng có thể lên được tầng 6 và lấy được cái rương đó luôn nha các bạn. À, đấy là lấy mát rồi đấy, lấy mát free rồi các bạn. Còn lại thì tầng 7 và tầng 8 thì chắc là không nổi. Rồi hai bước. Rồi vẫn là một các bạn, một cái energy shell. Bữa giờ mình chỉ có mở được một lần x3 thôi, còn lại x1 hết. Và cái sự kiện collection lần này thì mình đánh giá nó không có cao các bạn ạ. Và cái dạng như là cái độ khó của nó không có cao và phần quà nó cũng không có ngon như những cái bộ collection lần trước. Hiện tại thì bộ collection này giống như chung chung các bạn ạ. Các bạn nào mà chơi ít hoặc là nhân phẩm kém thì vẫn có thể lấy được khoảng một rương hoặc là hai rương. Không, chứa 60 đến 120 ốp của những con rồng trong cái list, trong cái danh sách đó. Còn bạn nào mà may mắn hơn hay là bỏ game skip thì có thể lấy max được khoảng 4 hay 5 rương gì đấy. Nói chung là nhân phẩm thôi các bạn ạ. Trong đợt này thì các cái rương của mình đánh giá cũng không có ngon cho Heroic chứ không phải là cho Vampire hay Titan các bạn. Heroic thì mình nghĩ là quá bình thường rồi. Rồi có một con Heroic đem về dạng như Heroic hiện tại đối với mình chỉ là cho nó đủ đội hình thôi các bạn ạ. Cho cái nick nó ghê ghê một xíu là full Heroic thôi. Nghe thế là thì nó oi oi một xíu thôi. Chứ thực chất là Heroic thì cứ đánh quest về lấy khả năng 2 sao là ổn ổn áp các bạn ạ. Hiện tại thì nick này thì kể từ khi mà có Heroic thì lúc nào cũng vậy. Đều đánh đều ráng để dành trái cây và nâng 2 sao cho Heroic hết các bạn. Rồi, hai bước. Rồi, phải là lượm được cái chắc là sẽ lượm được thêm cái rương này nữa là em không có lên nổi tầng tiếp theo các bạn. Nó đi với checker quá.
đi que que bên trái, que bên phải rồi nó bắt quăng về bên trái, đường đi khá xa, thành ra là chắc là không lên được cái tầng thứ bảy các bạn, lên lấy được là tầng thứ sáu, đi được 6 tầng lấy được 6 cái rương này. Đấy. Rồi, energy cell. Cái này 2 ngày nữa thì chúng ta có thể đổi được cái quẻ rương cuối cùng này rồi các bạn ạ. 2 ngày nữa thì có thể mở được cái rương này rồi. Và mình bây giờ ở trong đây thì mình có hết rồi các bạn. Mấy con Titan với Vampire thì mình có hết rồi này. Giờ chỉ có mấy con đặc biệt một xíu này, như con Tyranno hay là con Dragon TV này. Nếu mà có thể ra được những con này thì cũng ngon các bạn. Còn Decker Knight thì cũng tạm ổn. Có điều cái con Nigelow này này là con rồng nó bỏ vào để bóp ấy các bạn. Con nó chỉ là Legend cấp 9 thôi. Rồi nếu mà ai mở ra con đó thì cũng khá là nhỏ. Mình mong là mình mở được Vampire cho nó lành. Vampire rồi chừng sau nâng được sao thì nâng. Không nâng được thì cứ để dành đó. Sau này cũng nâng được à. Rồi, một game trụ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ combat nè. Combat lên combat arena nha. Arena thì hiện tại mình không có combat rồi. Arena hiện tại mình đang rớt rank các bạn, không combat arena. Rồi, language cũng xong luôn. Rồi, vậy thì tập này mình xin kết thúc ở đây nha. Hiện tại thì không có đi đánh đấm gì nữa hết rồi. Rồi, chào tạm biệt các bạn.